xin chào bác đến kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay có bác mẫu xe đạp địa hình XDS Kinler 800, một dòng xe đạp đến từ một cái thương hiệu cũng cực kỳ là quen thuộc với các bác chơi xe rồi. Thương hiệu XDS là một cái thương hiệu mà chuyên cho ra đời những chiếc xe đạp cấu hình cực kỳ là cao và giá cả thì rất là hợp lý các bác nhá. Thì đây là một chiếc xe đạp đến từ thương hiệu XDS model Kinler 800. Đấy, dây thì đã được toàn bộ là chạy âm sườn. Phanh bánh lên đến kích thước là 27,5 inch và được sử dụng bộ chuyển động Shimano DOG các bác nhé, với 3 tầng nít và 2 tầng đĩa đạp cho xe có 20 tốc độ khác nhau. Dòng đề DOG đây là ship đây, dòng cải tiến nó có cái khóa cái cần này đấy các bác nhé. Đây này, khi các bác gạt đây thì cái cần này nó sẽ không di chuyển được, để khi mà các bác đi tốc độ cao hay đi đường sóc thì nó không bị nhảy tầng lung tung. Đấy, gạt đĩa DOG đây là cũng là một loại đời mới các bác nhìn, thiết kế kiểu mới các bác nhé, rất là nhỏ và nó chỉ có 2 tầng đĩa thôi. Đấy, cho xe có 20 tốc độ khác nhau. Đấy, thì mang về chiếc xe tông màu đỏ phối với màu vàng cực kỳ đẹp. Đấy, màu này nó hơi là màu đỏ cam một chút chứ không phải đỏ rực, đỏ cam phối với màu vàng các bác nhé. Đấy, rất đẹp, dây cả chạy âm sườn hết này. Phanh bánh 27,5 inch, toàn bộ xe là nguyên zin nguyên bản hết 100% các bác nhé. Đấy. Đấy, nguyên zin đây, Kinler đây trên vành các bác nhé. Lốp sử dụng lốp của Kenda các bác nhé. Đấy. Sử dụng cái bản lốp là 195 các bác nhé. 195 nó cũng là cái loại rất là thông dụng. Đến phần ghi lông của xe thì trang bị cái bấm xả DOG này, full hai pin các bác nhé. Và cụm phanh dầu đến từ thương hiệu Shimano, và nó có thêm một cái khóa hành trình giảm sóc trên tay lái để cho các bác khóa lại rất tiện lợi các bác nhé. Đấy, một con xe cấu hình rất là cao, DOG 10 lít 2 đĩa, bánh 27,5 không nhôm, không X6 các bác nhé. Đấy, ba đang có giá bán thì em chỉ có là 8,3 triệu thôi. Đấy, rất là rẻ. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác, và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Thì xe phù hợp với bác đi được khoảng 1m62 đến 1m72. Phù hợp bộ chuyển động DOG 10 tầng nít và 2 đĩa, 20 tốc độ khác nhau các bác nhé. Nó có thể nhìn trên hình chuyển động rất là mượt. Đấy các bạn, bánh rất ngoan nha, cá kêu như cuối lỗ. Xe thì đang được bán với mức giá là 8,3 triệu, bao ship toàn quốc cho cả các bác chuyển hết 100% tiền và bỏ 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Thì ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.